Giai điệu tím, bản sonat bên hồ, hay tháng 10, âm nhạc cho đôi mắt. Hai tác phẩm đặc trưng cho phong cách trừu tượng của hai họa sĩ Hoàng Định và Sổm Sắc Trai Túc. Các tác phẩm đều là tranh sơn dầu khổ lớn. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, đặc biệt là cảnh sắc đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, họa sĩ Hoàng Định thể hiện nội dung trên bố cục tổng hòa. Các tác phẩm của ông không chỉ mô phỏng hiện thực bằng màu sắc, đường nét hay hình khối, mà còn có những rung động, các trạng thái cảm xúc, những ứng xử xã hội, tâm tình của thời đại. Từ cảm xúc về những cái tiếng động vang va đập ở trong thiên nhiên, ở trong xã hội, ở trong vũ trụ, nó tác động với mình, thì tôi cảm nhận được và tôi bùng nổ lên với một cái suy nghĩ là dùng cái ngôn ngữ về hội họa để mô tả lên chúng, để mà chia sẻ, để mà người xem sẽ chia sẻ với tôi những cái sự rung động ấy của thiên nhiên. Trong khi đó, các bức vẽ của họa sĩ Sổm Sắc Trai Túc lại lấy gam màu nóng của Đông Nam Á làm màu chủ đạo, kết hợp giữa tôn giáo Viễn Đông và suy tưởng Bắc Âu, một cảm xúc mộng mị, mơ hồ. I want to tell them about the color. I want to change the real thing, about real nature, to the fantasy, like a dream. The most artists, they make a landscape about beauty and everything real. But I take from the real where it happened around me to change to fantasy. Bố trí tranh trong hai không gian riêng biệt, người xem vừa trải nghiệm trọn vẹn những biểu đạt độc đáo của từng họa sĩ, đồng thời thưởng thức bản phối màu sắc hòa quyện. Và vào đây thì chúng ta được cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nhìn thấy bức tranh như thế này thì chúng ta cảm thấy là chúng ta được hòa mình vào thiên nhiên, cảm thấy sức sống của thiên nhiên, cảm thấy âm thanh và màu sắc được hòa quyện với nhau. Khi nhìn được các bức tranh của hai họa sĩ thì có nhiều những cái nét khác nhau nhưng có một cái điểm rất giống nhau, đó là làm cho người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhìn vào các cái tông màu, cái sự nhảy múa của những cái gam màu ở đây thì tôi nghĩ là không riêng tôi mà nhiều người khi mà đến đây thì cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái. Họa sĩ Hoàng Định và Sổm Sắc Trai Túc đều là hai thành viên của Liên đoàn Nghệ thuật và Bảo tàng Thế giới tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên hai họa sĩ triển lãm chung. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 8 tháng 11.